Kỳ vậy? Kim Sang ở đâu? Rõ ràng là Kim Sang đã cột cái dải hồng ở đây ám chỉ cho ta vào mà. Sao ta vào đây không thấy nàng đâu hết trơn vậy? Kim Sang! Kim Sang ơi Kim Sang! Kim Sang! Kim Sang ơi Kim Sang! Kim Sang! Đúng là thiên tử có khác. Thơm quá đi thôi. Thơm quá. Nhưng mà không được. Rượu này của Ngọc Hoàng và Tây Dương Mẫu, mình uống là mình phạm tội, sẽ bị đày xuống trần gian. Không được không được. Rượu gì mà thơm quá. Uống một ly chắc không ai biết đâu ha. Đúng là rượu quý. Thơm. Ngon quá. Phải đi thôi. Giờ uống thêm ly nữa chắc không ai biết đâu. Thêm ly nữa đi. Lỡ rồi, thêm ly thứ ba chắc không sao đâu. Trời ơi, lần đầu tiên được thưởng thức mùi vị của tiên tửu như thế này. Dù cho ta bị đày xuống trần gian, ta cũng chịu. Chưa đã. Cái này uống ly không đã đâu. Phải uống bằng bình nó mới đã. Quá đã. Còn gì bằng đâu. Cuộc đời đi còn gì bằng đâu. Mình đã được thưởng thức thiên tổ là không còn cái gì bằng nữa. Quá đã. Ngon quá. Không có gì ngon bằng rượu này. Ta cứ uống à. Rượu quá ngon. Quá đã. Có chuyện gì mà ngựa hí vang trời ngoài kia vậy? Người đâu? Dạ. Có chuyện gì xảy ra ngoài kia vậy? Dạ bẩm,
Phạm Trung lại bỏ việc đi đâu nữa rồi thưa ngài? Cả tàu thiên mã không ai trông coi, đang làm loạn khắp nơi. Chết rồi, vậy còn chi là giường thuốc quý của ta nữa. Người bao đi lùa đàn thiên mã lại, để ta đi bẩm báo với Ngọc Hoàng. Dạ. Nhanh lên. Duyên Tiên Tỷ Định 20 giờ buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.